chúng tôi ở đây để tạo ra những bất ngờ lớn dành cho đối thủ của mình. Từ hai đường luôn. Chiron cũng phải nằm xuống dưới ốc xuống anh chàng Versak. Solatet đổi một. Double kill cho Versak và trong set bóng vẫn còn một người. Versak bắn rất hay trong tình huống này. Triple kill và đạm mít. Có rất nhiều bất ngờ đang đợi các bạn đấy. Những cố gắng của họ sẽ tan vỡ ngay khi trận chém của chúng tôi. Những vị trí thì đang liên tục bị lộ. Triple kill cho Hay. Có đoán được Zui không đây? Cứu dậy được đội trước và được tin tưởng. Đó là mèo Cute. Mèo Cute ở không? Đó là Aizola. Trong tình huống 1v4 vừa rồi. Mong rằng khi đối diện với chúng tôi, PT sẽ sử dụng 100% sức lực để thi đấu. Bởi Pina. Thôi xong, Bão Roger không biết có trên người Pina thì làm sao mà có thể retake được các lực lượng về Team Fancy ơi. Nếu không, kèo này nó lại dễ quá với Big Bang. Đây sẽ là một trận đấu khiến cho Big Bang không thể nâng cao cái đầu nữa. Người chơi thường sống cuối vẫn thường phải xử lý chính. Trong cái tình huống lắt, nhưng vài nét và chu. Happy birthday to you. Trời ơi. Ở cái đầu ra là đi luôn đấy.